Vậy Yên xin chào anh em đam mê nhé. Đấy, em đang có ít cái hàng ta bón này. Anh em nào ở tàu nhà đôi em đây chim bón đây, chim tầm tuổi bón đấy. Đây. Chim to đẹp nhé. Bạn nào cần cái hàng bón thì alo em. Em đang có ít cái hàng bón, cái hàng mổ. Đây, đây chim bón này. Này chim bón, đây dấu theo đuôi hết nhá. Đây cái hàng mổ đây. Đấy. Anh em nó cần hàng mổ này. Rồi em, mổ em còn mấy đôi. Cái bón còn mấy đôi. Đây bón này. Đây chim bón này. Đây chim to đẹp hết. Anh em cần alo điện thoại 039 778 7732, địa chỉ xóm chùa thôn Dương, xã Yên Dương, huyện Yên Yên, tỉnh Nam Định. Đây, chim bố mẹ này. Em đang có mấy cái cặp Thái. Nội em quay video ở bên đấy. Anh em nào yêu thì alo em nhé. Chia sẻ lại cho anh em mấy cặp Thái bố mẹ. Em dọn chỗ để tập trung vào cô ta sinh sản. Đây cái hàng đang chờ ghép này. Đang chờ ghép sinh sản này.